Hoa Fairy Tales. Harry là một cậu bé ngoan, có niềm tin đặc biệt vào ông già Noel. Cậu tin rằng ông già Noel thật sự có thật. Vậy nên, Giáng sinh năm nào, cậu cũng cùng bố mẹ đi mua đồ trang trí Giáng sinh và háo hức đợi đến ngày Giáng sinh để nhận được quà từ ông già Noel. Cậu tin rằng, ông là người mang đến những món quà bất ngờ cho trẻ em vào lễ Giáng sinh và cũng chính ông là người mang đến những giấc mơ đẹp cho những đứa trẻ. Harry mỗi năm đều đón Giáng sinh hạnh phúc bên bố mẹ của mình. Nhưng năm nay, bố mẹ cậu phải đi công tác đột xuất nên gửi cậu tới nhà người bác họ ở thị trấn bên cạnh. Con yêu, tuy không muốn xa con chút nào, nhưng chúng ta có việc gấp cần phải đi, con hãy đón Giáng sinh vui vẻ cùng với bác nha. Người bác sống một mình nên rất yêu thương chiều chuộng Harry, sửa soạn cho cậu một căn phòng đẹp đẽ để ở. Cậu sống với bác rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi đêm đến, cậu lại mơ màng nghe thấy tiếng xe trượt tuyết, tiếng tuần lộc kêu thảm thiết đau đớn đâu đó bên tai. Trí tò mò nổi lên khiến Harry quyết định tìm hiểu nguồn gốc của tiếng động đó. Từ hôm đó, như mọi ngày, cậu tiếp tục nghe được âm thanh lạ. Harry bật dậy và tìm nơi phát ra âm thanh. Cậu mở cửa ra ngoài hành lang và nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng phía cuối hành lang. Harry tiến đến căn phòng, nhẹ nhàng vặn khóa cửa. Trong căn phòng có duy nhất một chiếc tủ gỗ lớn. Âm thanh lại tiếp tục phát ra ngay bên tai Harry. Cậu bé tiến đến mở tủ gỗ và bước vào bên trong. Cậu cứ đi sâu vào trong tủ thì bỗng cảm thấy gió tuyết thổi hung hung. Đằng sau lớp áo choàng lông kia chính là một thế giới khác phủ đầy tuyết trắng. Harry ngỡ ngàng xen lẫn chút tò mò. Cậu đi loanh quanh khắp nơi để thăm thú. Đi một hồi, trước mặt cậu hiện ra một tòa nhà gạch đỏ to lớn, nhưng nhìn sơ sát tiêu điều. Harry đi tới thử gõ cửa. Cánh cửa gỗ bật mở. Harry rón rén đi vào tòa nhà. Trước mặt cậu hiện ra một đoàn người lùn mặc áo đỏ, quần xanh lá, đầu đội mũ Giáng sinh, đang vận chuyển những hộp quà xếp vào một góc. Như nhận ra có người lạ bước vào, những người lùn dừng công việc, quay ra nhìn chằm chằm Harry. Cậu có phải Harry hay không vậy? Harry đang ngơ ngác, không hiểu tại sao họ lại hò reo vui mừng như thế khi gặp cậu. Thì có một người lùn đi tới, nắm tay cậu dắt tới một căn phòng. Đi theo tôi nào, chúng tôi có thứ muốn cho cậu xem đó. Trong căn phòng đặt một quả địa cầu to lớn, bên trên quả địa cầu có duy nhất một đốm sáng nhỏ. Cậu nhìn thấy đốm sáng yếu ớt kia không? Đốm sáng đó chính là cậu. Mỗi một đốm sáng chính là tượng trưng cho niềm tin của một đứa trẻ vào ông già Noel. Và bây giờ đây chỉ còn lại duy nhất một đốm sáng là cậu thôi. Cậu chính là hy vọng của chúng tôi đó. Hả? Tôi thấy bạn có vẻ nhìn không được rõ lắm. Cho bạn mượn chiếc kính này nè. Hả? Trời ơi! Đây chính là chiếc kính của tôi đánh rơi khi lén đến tìm cậu ở thế giới loài người. Cảm ơn cậu đã trả lại nó cho tôi nha. Nói rồi, người lùn đeo kính lên và bắt đầu kể cho cậu nghe câu chuyện đã xảy ra gần đây ở xứ sở tuyết. Ông già Noel vốn có một người em trai là ông Ba Bị. Từ nhỏ hai anh em đã đối lập nhau. Ông già Noel thì hiền lành tốt bụng, là người mang đến những giấc mơ đẹp cho trẻ em và đồng thời cũng chính là vị thần của ngày lễ Giáng sinh. Còn ngược lại, ông Ba Bị vốn là một người lầm lì, ít nói, rất ghét trẻ con, là vị thần đem đến những cơn ác mộng. Ông Ba Bị luôn canh ghét với ông già Noel từ bé và luôn tỏ thái độ hằn học với ông già Noel. Ông ta trốn đến thế giới loài người, rêu rắc những cơn ác mộng xuống cho bọn trẻ. Những giấc mơ đẹp biến mất khiến bọn trẻ dần mất niềm tin vào ông già Noel. Sức mạnh của ông già Noel mất dần đi vì không còn ai tin vào sự tồn tại của ông. Ba Bị nhân lúc này bắt nhốt ông già Noel và những đứa trẻ của xứ sở tuyết, đồng thời lên cai trị xứ sở tuyết. Cậu chính là điểm sáng cuối cùng và là hy vọng sống của chúng tôi. Mong cậu hãy cứu lấy nơi này. Người lùn cầu cứu cậu, nhờ cậu đi giải cứu ông già Noel giúp họ và đưa cho cậu một chai thuốc. Cậu hãy băng qua cánh rừng thông kia. Sau cánh rừng thông chính là lâu đài của Ba Bị. Còn chai thuốc này cậu hãy cầm bên người, nó có tác dụng khiến người dùng ngất tạm thời, sẽ giúp ích cho cậu đó. Harry bằng lòng đi giải cứu ông già Noel. Cậu theo chỉ dẫn của người lùn tới được lâu đài của Ba Bị. Harry đi vòng ra cửa sau lâu đài, chuẩn bị đột nhập vào trong, thì gặp ngay một tớp lính canh đi tuần. Cậu hoảng sợ, loay hoay không biết phải trốn vào đâu. Bỗng nhiên có một cánh tay lôi mạnh cậu vào trong một căn phòng và bịt chặt miệng không cho cậu phát ra tiếng động. Harry nín thở đợi lính canh đi qua, toan đứng lên cảm ơn người kia, rồi tiếp tục lên đường thì bị cậu bé kia giữ lại. Nè, cậu tới đây với mục đích gì? Sao mà lại lén lút đến vậy?
tôi nhận lời giúp người lùn tới đây để giải cứu ông già Noel. Thật sao? Nói vậy cậu chính là điểm sáng cuối cùng, chính là cứu tinh của chúng tôi rồi. Cậu yên tâm, tôi cùng các bạn của mình sẽ cố gắng giúp cậu. Cậu bé đó vốn là một phụ bếp nhỏ làm việc trong lâu đài của ông Ba Bị, vốn đã bất mãn với ông ta từ lâu nhưng không dám lên tiếng vì sợ. Cậu bé và Harry lên kế hoạch chuốc thuốc mê ông Ba Bị nhằm đánh cắp chìa khóa phòng giam, giải cứu ông già Noel. Bữa ăn hôm đó, cậu bé lẻn rắc một ít thuốc mê rồi mới đem lên cho ông Ba Bị. Đúng như dự định, ông ta ăn xong bèn gục ngay xuống. Cậu bé giả vờ lên dọn bàn rồi khéo léo đưa tay về phía ông ta để lấy chiếc chìa khóa. Nhưng thật bất ngờ, ông ta choàng tỉnh dậy và tóm lấy tay cậu bé. Ngươi tưởng ta sẽ mắc bẫy một đứa nhóc à? Ngươi nhầm rồi. Ngươi mắc bẫy ở đây là ngươi. Ngươi đâu? Mau lôi nó xuống ngục, giam vào. Tại phòng bếp, sau khi nghe tin cậu bé bị phát hiện, Harry và những đứa trẻ đều rất lo lắng. Bỗng có một cô bé bước ra và nói cô có cách hay. Mọi người đừng lo lắng, tôi có cách. Hàng ngày tôi vẫn được ra vào phòng ông ta để quét dọn. Tôi sẽ tìm cách nhân lúc ông ta đi ngủ để trộm chiếc chìa khóa. Đúng như kế hoạch, tối hôm đó cô bé vào phòng ông Ba Bị quét dọn như mọi hôm. Nhìn thấy ông Ba Bị nhăn trán, lấy tay dây thái dương, cô bèn nảy ra kế sách. Thưa chú tể, có phải ngài đang mệt trong người hay không? Nếu ngài không chê thì hãy để tôi giúp ngài massage. Được thôi, hãy đến đây giúp ta massage nào, cô gái bé nhỏ. Cô bé nhanh nhẹn chạy lại giúp cho lão ta massage đầu. Được một lúc, lão ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Cô bé nhẹ nhàng đứng dậy, với tay lên cổ lão ta, nhẹ nhàng nhấc chiếc chìa khóa ra khỏi cổ lão rồi im lặng ra khỏi phòng. Lấy được chìa khóa, cô chạy xuống bếp đưa cho Harry và tất cả mọi người cùng nhau đi giải cứu ông già Noel. Lũ trẻ cùng nhau đi xuống hầm giam, nhìn thấy bọn lính canh đang tụ tập uống rượu. Chúng nấp ở một chỗ kín chờ thời cơ. Đợi cho bọn lính canh say bí tỉ cùng xuống bàn, lũ trẻ rón rén chạy vào ngục, tiện tay lấy luôn chùm chìa khóa các phòng giam khác, giải cứu ông già Noel và cả cậu bé phụ bếp. Sau khi cứu được ông già Noel, mọi người gấp rút trốn ra khỏi tòa lâu đài. Bất ngờ thay, đi đến cửa thì Ba Bị chặn lại. Hóa ra lúc tỉnh dậy, Ba Bị phát hiện mất chìa khóa nên đã đoán được sự việc và lên kế hoạch chặn đường bắt tất cả. Các ngươi nghĩ rằng có thể qua mắt ta dễ dàng được như vậy hay sao? Hôm nay ta sẽ cho các người chết chung một chỗ. Ông già Noel ra sức khuyên can Ba Bị quay đầu và đứng chắn trước mặt Harry để bảo vệ cậu bé. Hả? Em trai của ta, hãy mau tỉnh ngộ đi, đừng làm điều ác nữa mà. Anh trai, bây giờ một chút sức mạnh anh cũng không còn mà đòi bảo vệ cho người khác. Anh bảo vệ chúng, vậy ai sẽ bảo vệ cho anh đây? Tôi sẽ bảo vệ ông ấy. Ba Bị, tôi không còn sợ ông nữa đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông già Noel. Chúng tôi sẽ bảo vệ. Xem lũ nhóc gan dạ chưa kìa. Được thôi, ta sẽ cho các người toại nguyện. Ba Bị lùm cho những con ngựa đen, reo rắc ác mộng của hắn xông lên tấn công tất cả mọi người. Harry lấy tay chắn trước mặt mình, thì lạ thay khi những con ngựa đó lao vào cậu, chúng chợt biến thành những con kỳ lân xinh đẹp hiền hòa. Harry chợt hiểu ra mọi chuyện. Các bạn, tôi đã hiểu rồi. Chính vì chúng ta không còn mang nỗi sợ hãi nữa nên những cơn ác mộng không thể tấn công chúng ta được. Mọi người hãy tiến lên, chạm vào những con ngựa đen kia thật nhiều để biến ác mộng quay trở lại thành những giấc mơ đẹp nào. Lũ trẻ ùa tới những con ngựa đen, chạm tay vào chúng và làm chúng biến thành những chú kỳ lân hiền hòa xinh đẹp. Khi những cơn ác mộng được xua đi, niềm tin của trẻ em và ông già Noel đã quay lại. Những đốm sáng dịu lên và dần dần bao kín cả quả địa cầu. Ông già Noel cảm thấy trùng mình một cái, sức mạnh đã trở lại với ông. Phía bên này, Ba Bị sợ hãi đang định chạy trốn thì ông già Noel ném ra một quả cầu, nhốt Ba Bị trong đó. Ông Ba Bị sau đó bị đưa xuống ngục tối mãi mãi. Ông già Noel gửi lời cảm ơn đến Harry và đưa cậu về với thế giới của cậu bằng chiếc xe tuần lộc của mình. Harry, cảm ơn con đã cứu ta và mang Noel trở về cho những đứa trẻ. Sẽ thế nào nếu như Ba Bị trốn thoát và quay trở lại cùng với những cơn ác mộng của hắn à? Dĩ nhiên chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Nhưng chỉ cần một tia hy vọng thì ta vẫn luôn ở đây, bảo vệ những giấc mơ đẹp của con và tất cả trẻ em ngoài kia. Ta chắc chắn sẽ làm được điều đó. Xe tuần lộc chẳng mấy chốc đã đáp xuống nhà bác Harry. Cậu ôm tạm biệt ông già Noel, đứng nhìn xe tuần lộc bay vút lên bầu trời cao, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào nhà, trèo lên giường của mình và tiếp tục mơ những giấc mơ đẹp.